Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì Nhi sẽ làm một video clip về đầu thu. Đầu thu của ngày hôm nay là đầu thu CVI 4 cân. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái chức năng của đầu thu này. Đi với camera gì, giá thành là bao nhiêu và nó có những chức năng gì dành cho camera của mình. Đối với cái đầu thu các bạn, thông thường thì đầu thu sẽ được sử dụng bằng cách là sẽ có cái ổ cứng lưu trữ dữ liệu cho cái đầu thu của mình. Thì bên cạnh khi mà có đầu thu thì chúng ta phải có ổ cứng, chúng ta sẽ để lắp cái ổ cứng vào trong cái đầu thu này, và lúc đó thì đầu thu với ổ cứng mới làm hết cái nhiệm vụ của nó bằng cách là sẽ lưu trữ dữ liệu cho camera của mình. Tùy thuộc cái nhu cầu mà các bạn mong muốn lưu trữ thời gian và các bạn sẽ chọn lựa cái ổ cứng phù hợp nhất với gia đình của mình. Thông thường đối với một bộ camera từ 2, 3, 4 camera trở lên thì như thiết thường chọn cho khách hàng của mình là ổ cứng 1T chính hãng, vì như đã nói với các bạn, đối với ổ cứng nó sẽ có hàng renew và hàng chính hãng. Để chúng ta sử dụng hàng chính hãng ấy, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều cho chúng ta. Để chúng ta sử dụng hàng renew thì nó gọi là không an toàn. Nó rẻ hơn từ khoảng 300-400 ngàn đến 500 ngàn một bộ. Thì nhưng mà anh sẽ không chọn cái ổ cứng 1T hàng renew, mình sẽ chọn hoàn toàn là chính hãng. Vì vậy các bạn an tâm phần nào khi mà các bạn mua bộ camera để sử dụng cho gia đình của mình. Ngày hôm nay thì sẽ cho các bạn coi cái đầu thu 4 cân này. Cái đầu thu 4 cân CVI này nó có chức năng gì và sử dụng cho camera gì. Cái mã đầu thu của ngày hôm nay cho các bạn coi là đầu thu 7104AI. Thông thường nó sẽ được đi theo bộ 4 camera, 3 camera hoặc 2 camera. Thì như sẽ sử dụng cái đầu thu 4 cân như thế này cho các bạn. Và đầu thu 4 cân ngày hôm nay đầu thu CVI các bạn. Đầu thu CVI sẽ đi với camera CVI. Đây, đầu thu CVI các bạn nó sẽ có 4 cái cân như thế này và nó sẽ kết nối với camera thông qua những cái rắc pin C hoặc là ba lum hoặc bằng các cáp tín hiệu các bạn, thông qua 4 cái cáp này. Đấy, đây là cái 4 cái cổng của đầu thu CVI các bạn nhé. 4 cổng CVI thì chúng ta có thể đi với 4 camera hoặc là 3 camera hoặc là 2 camera. Đấy, chúng ta có thể đi, thì nếu như 5 camera thì chúng ta buộc phải sử dụng đầu thu 5 các bạn nhé, đầu thu 8 các bạn nhé. Chỉ có đầu thu 4 cân, đầu thu 8 cân, đầu thu 16 cân, 32 cân. Vì vậy nếu chúng ta muốn lắp 5 camera thì chúng ta phải sử dụng đầu thu 8. 6 camera sẽ sử dụng đầu thu 8, 7, 8 camera chúng ta phải sử dụng 8. Còn từ 1 tới 4 camera chúng ta sử dụng đầu thu 4 như thế này các bạn nhé. Thì đầu thu hôm nay sẽ cho các bạn là đầu thu 7104AI. 7104AI có nghĩa là đầu thu 4 cân. AI có nghĩa là Ecooler, có chức năng tiết kiệm dung lượng ổ cứng cho đầu thu của mình. Đây, ngày hôm nay cho các bạn coi đầu thu 7104. Và trước khi coi đầu thu, chúng ta sẽ tìm hiểu cái khe cắm của cái đầu thu này các bạn nhé. Cái đầu thu 7104 nó sẽ có 4 cổng như thế này, bao gồm hai cổng audio in và audio out, một cổng HDMI xuất ra màn hình TV, một cổng mạng cắm từ modem cho tới đầu thu để cái đầu thu của mình có mạng. Sau đó cái đầu thu của mình sẽ kết nối với nhau thông qua bốn cái đầu thu của mình kết nối với camera thông qua bốn cái rắc này. Từ cái rắc này, cái rắc này sẽ đi với cáp, tùy nếu mà rắc pin C sẽ phải đi với cáp đồng trục, còn nếu mới đi rắc ba lum thì chúng ta sẽ đi cáp tín hiệu, các tín hiệu viễn thông như là giật dây 11 đấy các bạn. Đấy, thì thông qua các cách này sau đó thì cái đầu thu của mình sẽ hoạt động các bạn nhé. Tiếp theo đó là cái rắc VGA các bạn. Đây, cái lỗ cắm VGA, VGA nó xuất ra màn hình máy tính các bạn ạ. Nó xuất ra màn đầu thu này, xuất ra màn hình máy tính cho mình. Gồm hai cổng, cổng USB, một cổng chúng ta có thể để cắm chuột để điều khiển cái đầu thu của mình, một cổng còn lại chúng ta có thể lấy cái dữ liệu ra thông qua USB, dữ liệu của ổ cứng ra thông qua USB. Và đây là cái lỗ cắm nguồn cho cái đầu thu của mình, và cái ổ cứng đó, các bạn nó sẽ được lắp đặt ở bên trong cái đầu thu này để lưu trữ dữ liệu cho đầu thu của mình các bạn nhé. Thì đây là cái mẫu mã của đầu thu 7104AI rồi các bạn. Đây là mã KB Vision. Đấy, đây là khi mà chúng ta mở ốc ra các bạn, chúng ta sẽ mở ốc ra là chúng ta sẽ để cái ổ cứng vào trong đây, các lắp đặt cái ổ cứng vào trong đây nhé. Nó sẽ có những cái ổ cứng, cái ốc như thế này là các bạn. Đấy, phía dưới đây những cái ốc này chúng ta phải cố định cái ổ cứng lại này các bạn. Đây, đấy các bạn có thể thấy đây là cái đầu thu 7104 nhé các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái cấu hình, cái chức năng của cái đầu thu 7104AI nó có những chức năng như thế nào, để các bạn có thể hiểu rõ được cái đầu thu 7104AI nó làm chức năng gì và tại sao phải sử dụng đầu thu 7104AI cho cái camera của mình mà không sử dụng đầu thu khác các bạn nhé. Thì đây, đối với cái đầu thu 7104AI đó các bạn, nó có giá thành là 2.390.000 một đầu. Cái đầu này đầu ghi hình mini HD 5 trong 1 4 cân, hỗ trợ cùng lúc camera CVI, TVI, HD, analog, IP. Camera IP lên tới 2 mê, chuẩn nén Ecoding H265 cộng H265. Đấy, cái này các bạn có thể hiểu là đối với cái đầu thu này các bạn,
có thể sử dụng bất cứ một camera gì, camera CVI cũng được, là TVI cũng được, HD, A-log hoặc IB cũng được. Có nghĩa là sử dụng cùng lúc, có nghĩa là sao? Một con, chúng ta sử dụng một con SD, ba con IP đều được, một con CVI, ba con IP, là có sử dụng cùng lúc cái cổng này. Chúng ta không phải như cái đầu thu IP kia, mà cái đầu thu là sử dụng cùng lúc với nhau, CVI, TVI, SD, A-log hoặc IP sử dụng cùng lúc với nhau được hết, mà nó chỉ có 4 cân thôi các bạn nhé. Nó chỉ có 4 cân thôi các bạn nhé, nó chỉ có 4 cân thôi. Ta chỉ có 4 cân thôi. Vì vậy chúng ta có thể xem là cái nhu cầu của chúng ta tới đâu để chúng ta chọn cái đầu thu phù hợp nhé. Tiếp theo đó là chuẩn lén air cooling. Là chuẩn lén này giúp cho cái đầu thu của mình ấy, cái ổ cứng của mình nó tiết kiệm dung lượng ổ cứng ấy các bạn. Đây, H265 cộng H265 ghi hình ở độ phân giải 1080 và 720, thì cái đầu thu này nó sẽ giúp chúng ta ghi hình ở độ phân giải là 2.0 MP, cũng có giúp chúng ta ghi hình ở 1.0 MP nữa, ở camera 1.0 nữa, thì tối đa của nó là 2.0 MP các bạn nhé. Cổng ra Vega là HDMI và Vega. Đây, cổng cổng ra của nó là Vega và HDMI. Vega xuất ra màn hình máy tính và HDMI xuất ra màn hình TV. Nếu như khách hàng nào muốn lắp đặt bộ camera và muốn coi trên TV, nó sẽ phải cắm cái cổng này các bạn nhé. Cắm sắm một cái dây HDMI, cắm từ HDMI của đồ thu ra TV, thì lúc đó sẽ xuất màn hình, xuất cái tín hiệu, xuất cái hình ảnh của cái đầu ghi hình này ra TV cho mình có thể coi được luôn. Tiếp theo đó đó là có chức năng là hỗ trợ chức năng SMD Plus, giúp hạn chế báo động rẻ, xem lại 4 cân, vì camera là đầu thu, là đầu thu 4 cân nên chúng ta có thể coi lại 4 cân. Audio in 1 và audio out 1. Đây các bạn, audio in và out, và như mới cho các bạn coi, audio in và audio out đây là hai cổng các bạn nhé. Tiếp theo nữa đó là âm thanh hai chiều, là có nghĩa là nó có thể tích hợp mic và loa đàm thoại hai chiều thông qua cái đầu thu này. Nếu đối với cái camera mà chúng ta có thể, cái camera mà wifi ấy các bạn, nó có tính năng tích hợp mic và loa đàm thoại hai chiều, thì cái đầu thu này nó cũng có thể kết hợp với cái con camera đã được các bạn nhé. Tiếp theo đó là hỗ trợ một ổ cứng 6T và hai cái cổng USB. Lại đối với cái đầu thu này các bạn, nó hỗ trợ ổ cứng lên tới 6T lận, có nghĩa là chúng ta có thể lắp ổ cứng 6T vào đây, 6T trở xuống các bạn nhé. Thì tùy theo nhu cầu thời gian mà chúng ta có thể lựa chọn ổ cứng nó phù hợp với đầu thu của mình. Nếu như chúng ta muốn sử dụng thời gian lâu dài thì chúng ta có thể sử dụng ổ cứng 6T, tối đa là 6T, thì không thì chúng ta có thể sử dụng được ổ 4T, 2T hoặc 1T, và thông thường như hãy chọn cho khách hàng của mình là 1T là chủ yếu. Nếu mà dưới 1T thông thường nó sẽ có hàng renew các bạn, vì vậy nó sẽ không có tốt cho đầu thu của mình. Như sẽ thường chọn cho các bạn là ổ bên cạnh cái đầu thu tốt thì phải có ổ cứng tốt nữa. Nên vì vậy khi mà các bạn chọn lựa một bộ camera, các bạn xem cái camera của nhà mình muốn muốn lắp là camera gì, và cái ổ cứng dành cho camera của mình chắc chắn phải là hàng chính hãng các bạn nhé, đừng nên sử dụng hàng renew. Như vậy nó sẽ không an toàn cho dữ liệu của gia đình mình, và khi mà chúng ta coi lại nó sẽ không có tua lại được, nhiều khi bị mất dữ liệu hình ảnh. Như vậy các bạn có thể sử dụng cái ổ cứng chính hãng mà chơi các bạn nhé. Tiếp theo nữa thì sẽ cho các bạn coi là cái giá thành. Đối với cái đầu thu này nó có hai cổng USB, thì như cho các bạn rồi, hai cổng USB, một cổng ấy sẽ lắp cho hai cái cổng USB này, một cổng sẽ lắp cho con chuột và một cổng sẽ lắp cho cái USB để lấy dữ liệu cho cái đầu thu, cho lấy cái dữ liệu cho cái ổ cứng của mình. Thì đối với cái đầu thu này nó có giá thành là 2.390.000 một đầu, 2.390.000, đó là hàng chính hãng 100% các bạn nhé. Hàng chuẩn em 100% có giá là 2.390.000. Nếu như mà các bạn mua sỉ về các bạn tự lắp thì cái đầu thu này có giá là 1.104.000. Trên trang web của Tiên Hưng Phát ấy, có giá thành của từng thiết bị camera và đầu thu. Nếu mà các bạn không rành hoặc các bạn muốn tìm hiểu những thiết bị nào trên camera hoặc là đầu thu, các bạn có thể liên hệ cái trang web đó, tinhungphat.vn, để xem trực tiếp mẫu mã sản phẩm. Hoặc là nếu mà các bạn, những bạn nào thuộc khu vực Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng Nai mà muốn tới trực tiếp cửa hàng để nghe như tư vấn về camera theo bộ, camera wifi hoặc đầu thu hoặc ổ cứng, các bạn cũng có thể tới trực tiếp cửa hàng, cứ liên hệ trực tiếp với Như để Như sẽ hướng dẫn các bạn tới đúng cái vị trí địa điểm cửa hàng Như, để các bạn có thể coi trực tiếp sản phẩm, an tâm phần nào về chất lượng sản phẩm nữa nhé. Còn bên dịch vụ ấy, các bạn thì Như sẽ cố gắng kết nối với bạn bằng cách là hỗ trợ các bạn một cách nhiệt tình nhất, hỗ trợ một cách nhanh nhất.
bất cứ một cái sản phẩm gì mà các bạn mua về, các bạn đều được hỗ trợ hướng dẫn lắp đặt từ xe. Và bên cạnh đấy thì hàng chính hãng ấy, của đồ thu, camera và ổ cứng toàn bộ được bảo hành chính hãng 2 năm, và bên Như sẽ đổi một đổi một trong tuần đầu tiên nếu gặp bất cứ một vấn đề gì về kỹ thuật. Và trong suốt quá trình các bạn sử dụng, không những là trong quá trình bảo hành, các bạn luôn được hỗ trợ kỹ thuật, luôn được hỗ trợ bằng cách là thắc mắc gì trong quá trình sử dụng các bạn không biết sử dụng, các bạn sẽ được hướng dẫn tận tình cụ thể nhất các bạn nhé. Thì ngày hôm nay sẽ cho các bạn coi cái đầu thu này để các bạn có thể biết được cái đầu thu IB và đầu thu CVI có giá thành là bao nhiêu, để các bạn có thể lựa chọn cái đầu thu đó cho gia đình của mình. Đối với đầu thu CVI sẽ đi với đầu thu CVI sẽ đi với camera CVI, đầu thu IB sẽ đi với camera IB. Đầu thu 4 cân thì sẽ chúng ta kết hợp lắp đặt 4 camera trở xuống. Còn đối với đầu thu mà 8 sẽ kết hợp lắp đặt 8 camera trở xuống. Đấy, chúng ta xem cái nhu cầu của chúng ta tới đâu thì chúng ta sẽ lựa chọn cái đầu thu đó cho gia đình của mình. Thì rất là nhiều khách hàng có thắc mắc hỏi về cái đầu thu IP và đầu thu CVI và không hiểu cái đầu thu CVI và IP nó khác nhau ở điều gì. Nên vì vậy ngày hôm nay như dành riêng cái clip này cho cái đầu thu CVI 7104 AI, và clip sau nữa như sẽ làm cái đầu thu IP 4 cân, 8 cân, 16 cân, CVI 8 cân, 4 cân, 16 cân, để bất cứ một khách hàng nào có nhu cầu hoặc tìm hiểu về cái kỹ thuật về đầu thu, hoặc là không biết về, chưa có coi tận mắt về cái đầu thu nó như thế nào và không biết cái cổng nó như thế nào, thì như sẽ quay kỹ càng hơn và nói cho các bạn dễ hiểu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay nhé. Bất cứ thắc mắc gì về đầu thu, về camera, về ổ cứng, hoặc là các bạn đang có nhu cầu mà các bạn chưa biết chọn lựa camera gì, các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Như sẽ cố gắng tư vấn cho các bạn một cách tận tình nhất. Và giá thành ấy, Như cam đoan với các bạn ấy, là cố gắng để cho các bạn một mức giá tốt nhất. Bên cạnh đó là cái dịch vụ mà bên Như cung cấp, cung ứng cho các bạn ấy, Như sẽ cố gắng hoàn thiện, hoàn chỉnh một cách tốt nhất nữa, bảo hành, bảo trì cho các bạn một cách nhanh nhất. Cái điều này các bạn an tâm các bạn nhé, vì bên Như là công ty đã hoạt động hơn cả 11 năm rồi, không những về camera nữa mà về điện năng lượng mặt trời, về máy nước nóng, về máy lọc nước, tin học văn phòng, toàn bộ bên Như làm hết luôn. Thì trước đây Như có quay clip về máy in, và cái máy in đó thì nó hơi phức tạp cho khách ở xa, nên vì vậy thì Như không có chia sẻ những cái gì Như biết về máy in thôi. Còn lại bán hàng thì thông thường hay khuyến khích các khách hàng mua gần thì nó tốt hơn, tại vì cái máy in nó hơi cồng kềnh đấy các bạn. Nên vì vậy Như không hạn chế về vấn đề bán máy in. Máy in bên Như vẫn có các bạn nhé. Những ai mà thuộc khu vực Hồ Nai, bên ngoài Đồng Nai về cần tư vấn máy in, các bạn vẫn có thể tới trực tiếp cửa hàng của Như. Còn những khách hàng mà cần tư vấn cứ alo cho Như sẽ cố gắng hỗ trợ cái gì mà Như biết tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay nhé.